Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Những thứ ruộng hoa tam giác mình trải mênh mông trên cao nguyên đá, nếu trăm người xa chào nhé, chào loài hoa trắng hồng những sắc hoa tươi đẹp như màu da, người con gái họ sang quê ta yêu thương. Xóm hai tà bì ơi, đài mà bắt như là đĩa, bởi vì quắt đã có cái thành lập nhóm ngoại giao bắt chiếc mình. Hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Nấm gà ở đây ha. Chương trình em yêu làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, người Mông sinh sống trên các vùng núi cao phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hoàn hảo như về 100% bắt sóng cực căng, độc đáo và đặc sắc đấy. Chương trình hôm nay chúng mình sẽ cùng nghe một số tiết mục dân ca và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Mông nhé. Trước tiên mời các bạn rồi, nghe bài hát con đài này thì nhãn hiệu là dân ca Mông do bạn Thủy Vân trình bày, màu đen là 8822, thì xuất xứ là châu Âu nha quý vị. Đài này thì nó được sản xuất vào khoảng thập niên 80 thế kỷ trước ha, 1980. Con này thì thuộc dòng hiếm nha quý vị, size nó lên tới 53 là không có nút nha, còn có nút 55 nha quý vị. Tính luôn cái nút rà này là 55, còn không tính nút là 53, size lớn nha. Con này có thiết kế là cực kỳ đẹp, cái quai thôi vì chất cực kỳ chất luôn. Đặc biệt ha, những cái nút này nữa vì đó, nó xì nó dư mạ cà rôm ha, cực kỳ sang trọng. Để em cho cái anten này nó rút xuống rồi ha, anten để cũng rất là đẹp luôn ha. Đây nút mạ cà rôm ha, tất cả những cái nút thế này ha, và cái nút này luôn rất đẹp nha quý vị. Những cái liền lo này ha, nó cũng được mạ luôn nè quý vị, rất là đẹp ha, sang trọng, chân rất là sang trọng luôn. Hai học táp ha, hai học băng, và em quay tổng thể cho quý vị xem luôn ha. Phía sau là đây quý vị, tám tám hai hai ha, điện 220W, có cổng vào luôn nha quý vị, có cổng vào AUX để hát AUX luôn ha. Rồi cái này là để nghe phone và màu video, và quý vị có thể hát pin ở dưới đây, 7 cục pin ha. Hàng này thì hàng đấu mạng về quý vị, tuyệt đẹp, rất đẹp, rất đẹp luôn. Chiều cao của nó là 23 cm nha. Còn nếu kéo cái quai này lên thì nó sẽ là 28 cm nha quý vị. Chiều ngang 53, chiều cao là nó không có anten là 23. Không có cái quai 23, có kéo quai lên thì nó là 28. Rất là đẹp nha quý vị. Quý vị thấy những cái chi tiết mà nó mạ nó xi thế này mà nó còn đẹp như vậy thì con này cực kỳ ít dùng luôn ha. Thì
lát nữa em sẽ test luôn cái chức năng AOX vào ngoài vào cho quý vị ha. Rồi bây giờ đây chuyển chế độ đây ha, từ radio sang tab đi ha, rồi học tab 1, học tab 2, rồi copy 2 sang 1 ha, đầy đủ các chức năng hết nha quý vị. ST mono 2 đọc manh. Máy cúng băng của em nó hơi cũ quý vị, chưa có đầu tư được máy cúng băng mới do tình hình dịch này hàng nó về không được. Bây giờ chuyển sang cái học số 2 ha. Số 2 thì quý vị phải gạt sang số 2 trên này nó mới chạy nha. Bây giờ nhấn lay nữa nó chạy, băng này không biết còn hát được không. Còn hát được. Ha ha, cùng băng này cùng băng ghi karaoke. Rồi bây giờ chúng ta bật đầu đĩa lên hát cái đường AOX nha. Rồi quý vị muốn hát cái này thì quý vị muốn phải bấm cái nút play. Bấm cái nút play bất kỳ hai bên, nhưng mà để mà tránh cái việc cái băng này nó chạy mà nó hát á, chúng ta gạt về cái vị trí số 2 và chúng ta bên cái học số 1. Chúng ta sẽ bấm nút play. Đó. À, đang hát AOX. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu. Và hai cái học băng này thì nó không có như vậy. Hai học băng này thì nó bị mất đi. Đó, cho nên là không có. Thì em bán với tình trạng như vậy thôi. Nhưng mà mọi chức năng vẫn bình thường nha. Chúng ta lấy băng ra để vào thì như thế này bình thường. Như vậy nó chỉ có mất cái học để che cái băng này lại thôi. Mọi thứ bình thường, hoạt động hoàn hảo, quý vị cứ yên tâm nha. Thì với cái tình trạng như vậy thì bên em bán ra con này với giá chỉ 3,7 triệu thôi nha quý vị. Thì nếu mà con này nó đầy đủ hai cái học này thì giá nó cũng khoảng tầm 4-5 triệu. Giá hữu nghị cho quý vị về chơi trưng bày sưu tầm ha. Con này cực đẹp luôn, nhưng mà nó thiếu hai học băng này rất là đáng tiếc quý vị. Cái thương hiệu Khantet này thì nó cực kỳ hiếm trên thị trường nha quý vị, hầu như là nó không có luôn. Khó tìm được con thứ hai mà đẹp vậy đó quý vị, rất khó, rất đẹp. Con này size 53 luôn, có nút này tính ra 55 luôn nha. Quý vị thấy cực kỳ đẹp không? Quý vị cầm cái quai thì lên thấy cái độ chất của nó rồi ha. Nặng nha, 5-7 kg gì lắm. Chất cực kỳ chất. Thì khi mua thì em sẽ tặng cho quý vị một cái jack kết nối AOX này vào luôn ha. Jack chuyển từ jack DIN 5 chấu này ra hai cái AV nè, hai bông sen cho quý vị về dùng luôn ha. Đầy đủ cho quý vị luôn. Cái jack đó không cũng trăm mấy đó nha quý vị. Và bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.